Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay mình quay cho bà con xem về cái mô hình trồng tiêu ở km 62 huyện Cà Rông tỉnh Đắk Lắk này. Thì mình quay cho bà con xem về cái mô hình trồng tiêu vào mùa mưa này của nông dân để cho con chúng ta tham khảo. Thì đây là mình đi từ xa để mình quay vào gần cho bà con xem. Nhìn từ xa thì vườn tiêu rất là xanh và đẹp. Thì cái điều đáng quan trọng nhất là bà con đừng nghĩ là vườn tiêu này đã thu hoạch chưa, đã kinh doanh chưa, và chuỗi có nhiều không, trái có nhiều không, và trái có đang cưa không á. Thì con cứ theo dõi clip này, mình sẽ quay từ xa và đến gần từ từ toàn bộ vườn tiêu này cho con xem, để con tham khảo về cái mô hình trồng tiêu và chăm sóc của bà con nông dân của chúng ta. Thì trong giai đoạn này mùa mưa cũng rất là nhiều nên mình khuyên bà con nên có chế độ là đánh rãnh thoát nước cho cây tiêu chúng ta nó khỏi bị ngập úng, để tránh tình trạng nó bị thối rễ ngập úng và nó vàng lá và chết cây. Thì nói chung là cái hiện tượng mà úng nước ở Tây Nguyên Đắk Lắk chúng ta thì nó diễn ra với cây tiêu hầu như là rất là nhiều, đặc biệt là những vùng đất là bằng, còn đối với những vùng đất mà dốc á, thì tỷ lệ nó rất là ít, không có sao. Đây là những cái tiêu chung là rất là sai, mình sẽ quay rất là từ từ và chi tiết cho con xem, cho con tham khảo về mô hình trồng tiêu của bà con nông dân ở mỗi vùng khác nhau. Đây con xem đi, chuỗi trái rất là nhiều, cây rất là xanh và đẹp. Thì clip này mình quay rất là dài, đây cũng như là mình quay để chia sẻ cho con tham khảo mô hình của nông dân. Thì bà con cứ xem hết clip nha.